Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagu đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đấy chính là 4 song đấu với lại là 2 đấu sĩ nha. Với cái 6 2 sao Vi, Yesu, Vayne cũng như là Găng Bà Lăng. Và mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra cho mình làm phải gọi là cực kỳ nhiều luôn á. Đó chính là Yes song đấu hoặc là BVS song đấu nha. Nói chung là mình sẽ tập trung vào hai con này nha mọi người. Tại vì hồi nãy cũng khá là may mắn, đó đi chợ đầu tiên là mình đã có một cái thì vàng rồi. Và đó đi chợ thứ hai là mình lụm luôn, đó chính là một cái cung gỗ nha. Mình lắp luôn là một cái ống nha mọi người, xong đấu nè, cũng kiếm khá là dễ thôi. Bây giờ cái quan trọng nhất là phải là được level 7, level 8 và kiếm Z hoặc là BVS 3 sao. Nói chung là mình cũng sẽ lựa những cái vị tướng nào mà ít người chơi nhất á, mình làm cho nó dễ nha. Tại vì tướng 4 vàng có tổng cộng là có 12 con à. Và mình còn ít nhất là 9 con nha mọi người để lên được 3 sao. Nói chung là cũng không phải là quá khó mà cũng không phải là quá dễ nha. Hiện tại thì lúc đầu game mình cũng đang được một cái lõi kim cương rất là ngon luôn á, đó chính là lò rèn VIP. Và cứ sau mỗi 10 trận á, nó sẽ cho mình thêm một cái đồ thần thoại của anh nữa. Đây, lúc đầu game thì mình nhận được cái thánh kiếm Manamune nè, cho Yesu cầm, gọi là hai Stargy liên tội luôn. Bật mí nhỏ nhỏ cho mọi người, nếu mà chưa biết đúng không, thì Yesu này từ mùa 1 đến tận mùa 8 luôn nha. Nó xuất hiện tổng cộng là 7 mùa nha mọi người. Và chỉ duy nhất đúng một mùa thôi là không xuất hiện nó đó. Đón mà, đón là phải có mặt rồi. Mùa kia chắc nó xui quá đi em ơi, rồi cho nó nghỉ ngơi á. Úi dồi, ông này là linh vật với Jinkari. Với một cái găng hắc đồ Galio ra đồ full tăng luôn, khá là chiến á. Yesu Hisagi nè, thấy không? Hôm nay nè, Hisagi tiếp nè, Hisagi tiếp nè, úi dồi, 3 lần liên tục luôn rồi đó. Hôm nay nhanh vắt cả đái á. Rồi chủ thắng 4 trận luôn, hết nước chấm mọi người à. Chủ thắng 5 trận trở lên á, mình sẽ được thêm 3 vàng tiền lãi mỗi round nha. Và nếu như mà mình nhớ không nhầm thì tầm round 3.7 thì mình sẽ nhận được thêm một cái trang bị thần thoại con nữa nha. Và ở round 5.7 và cái xong 10 round á, được thêm một cái trang bị thần thoại con nữa. Nếu mà nó ra những cái trang bị mà ngon ngon á, mình có thể xài được luôn và tận dụng tốt á, thì nó sẽ cực kỳ hợp lý. Độc hành đạo sống châu à. Cái Yesu này thì hơi cùi, chắc là lấy Fiora đi nha mọi người. Nhận một Fiora và khi triển khai Fiora, cái đội của bạn được hồi 2% máu tối đa của bản thân khi mà tấn công. Cái này có nghĩa là đội hình của mọi người nó càng nhiều tốc đánh nha thì càng được hồi nhiều máu nha mọi người. Khi triển khai Fiora, toàn bộ đội hình nhận được thêm 2% máu mỗi khi tấn công nha. Mỗi khi tấn công đó, đánh thường cái là hồi được 2% máu. Xong rồi nghe ảo mai chưa, mình thấy nó còn lợi hại hơn cái quả mà hiếp kiếm hoặc là bàn tay công lý nữa. Và nếu như mình chưa biết á, thì tất cả tướng song đấu có tổng cộng là 7 con nha. Mọi người sẽ cần ít nhất là một gón như mình nè để chơi cái form bài 8 song đấu nha. Và mình sẽ lựa những cái vị tướng nào mà nó có tốc đánh cao hoặc là tương tác tốt với tốc đánh á, để mình làm cái ý tưởng này. Nói chung là không phải có chỉ mỗi con Z với lại là con BVS đâu nha mọi người. Như là con Ash cũng khá là ngon nè, Ezreal nè, Senna nè, hoặc là dắt song đấu đấy nha, cũng siêu ngon luôn á. Nhưng mà tạm thời là mình đang để cho con cái 6 này cầm nha. Đây, đánh nó cũng khá là căng. Trời ơi, chủ thắng 5 trận. Ngon quá, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hợp lý đấy. Và cái hệ song đấu này á, nó sẽ tăng tới tận là 30% tốc đánh với mỗi một đòn đánh thường nha, khi mà ở mốc 8 song đấu. Và cộng dồn được tới đó chính là 10 stack đòn đánh. Có nghĩa là anh em sẽ tích được lên tới là 10 x 3 nhiêu anh em? 10 x 30 là bao nhiêu? Là 300 đấy. Phạm ta. Đúng rồi không? Mình là thần đồng toán học mà anh em. Rồi chủ thắng 5 trận rồi nha. Mọi người nghĩ đi, một cái vị tướng mà đăng mà tăng lên tới được 300% tốc đánh đó, thì nó kinh khủng như thế nào. Nên chắc là những cái con tướng mà carry bằng song đấu á, không có cần cuồng đao đâu, nó chỉ cần mình nghĩ là full dam hoặc là một cái gì khổng lồ đó, hoặc là những cái trang bị hồi máu tăng dam cho nó là ok rồi. Chứ nếu như mà tăng cầm cái cuồng đao thì mình thấy nó khá là phí. Tích tốc đánh đã là quá nhanh rồi. Và hiện tại là cái form bài của mình đó, đang có mốc là 6 song đấu nha, được cộng lên tới là 20% với mỗi đòn đánh thường, là cộng dồn lên tới là 200% tổng tốc đánh đó nha mọi người. Nghe kinh khủng không? Và con Fiora này đánh thường cái hồi 2% máu thì thôi chứ. Mình chỉ cần được một cái form bài 2 sao hoặc là 3 sao nhiều và có tướng carry là 8 song đấu á. Trời ơi, nó đánh cho. Ui, BVS cầm cung gỗ này ngon cái ta, ngon cái ta. Ngon thế nhờ. Nói chung là trận này mình vẫn đang ưu tiên làm hai con tướng 4 vàng là con BVS với lại con Z ha.
có rất là nhiều những cái vị tướng bốn vàng khác có thể làm, như là con Samira, con nào ta, nói chung là bây giờ mình vẫn chưa nhớ mặt tướng cho lắm. Cứ làm thôi. Rồi, chẳng lẽ giờ bán cái xấu ta, phí quá. Hồi nãy gặp cái ông kia mạnh quá mọi người à. Mất luôn cái chỗ thắng rồi, nên bây giờ đổi luôn cái phơm bài nha. Tại vì lỡ thua rồi thôi chứ, chả thua luôn cũng được, còn nhiều máu quá mà, còn toàn là 85 máu. Ở tầm ra 3.5 này là cũng còn hơi nhiều nữa nha. Và nếu như mọi người nào mà có ý tưởng gì hay và muốn mình làm, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em, từ bình luận khen, chê, góp ý hay là đưa ra ý tưởng nha, là mình đều đọc hết cả. Chỉ mong có thể là mọi người ủng hộ cho mình thêm bằng cách bỏ ra vài giây thôi, mà là hoàn toàn miễn phí, để có thể đăng ký kênh của mình nè, cũng như là bấm cái chuông nha để nhận thông báo mới nhất. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Lịch đăng video của mình nó sẽ là từ 2 đến 3 cái một ngày, có thể là về meta, có thể là về thử thách cũng như là đồ dị. Nói chung là sẽ là tùy thuộc vào cái nhu cầu của anh em thôi. Nếu như mọi người nào mà muốn leo rank hoặc là muốn xem những cái đồ hình meta á, thì mình có thể đăng một ngày hai cái meta cũng được. Tại vì là đầu mùa mà anh em ơi, nói chung là meta nó còn rất là nhiều luôn. Có Z luôn, level 6 à. Hai cái thằng này nó ra song song với nhau là cũng hơi mệt đó nha. Thà nó ra một phát á là hết luôn, chứ mà nó ra song song như vậy thì nói chung là cũng hơi bị mệt đấy mọi người ơi. Đúng rồi, mình quên. Mình quên mọi người, con Z này là song đấu. Nhầm, buổi giờ chơi game nhiều quá bị ngáo. Sorry mọi người nha. Trời ơi, quên. Mình quên anh em ơi, xin lỗi mọi người rất là nhiều. Thông tin của mình đưa đến mọi người xa rồi quá. Mình quên con Z này là hệ song đấu. Năng ngáo thật sự. Nhưng mà không sao. Tại vì cái hệ con con Z 3 sao này đi chung với 8 song đấu là mình vẫn chưa làm. Nên trận này nếu mà bú được thì mình vẫn bú thôi. Chỉ có điều thông tin mình gửi tới cho tất cả mọi người lúc đầu game thì nó hơi bị sai một tí thôi. Mong anh em thông cảm và bỏ qua giúp mình nha. Nhiều khi chơi game nhiều, với lại là cái đây là mùa mới á. Mình nói thật là mình vẫn chưa có quen mặt tướng với lại tộc hệ ở mùa mới này chơi lắm. Nên nhiều khi là mình làm video nó cũng còn hơi bị nhầm lẫn ở một số chỗ. Và mong nếu như mình có sai sót ở những cái điểm nào thì anh em sẽ góp ý và bỏ qua giúp mình nha. Mình sẽ cố gắng mình thay đổi và hoàn thiện tốt hơn mỗi ngày. Chỉ mong là anh em ủng hộ mình bước tới con đường đó chính là 1 triệu sub thôi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đây, vũ khúc tử thần mà cho song đấu thì cứ gọi là như hổ một thâm cánh anh em ơi, quá là ngon. Cái hệ song đấu này do là mình chỉ có thấy mỗi con Nila là nó tăng hợp lý thôi, chứ mấy con khác toàn đam không. Còn đam không anh em ơi. Ở đầu mùa như này thì nó thiệt là meta mình đếm không xuể luôn á. Meta nó tràn lan. Và đây là một cái mùa mà có nâng cấp tướng, nên những cái vị tướng là support này, hoặc là tăng cơ, hoặc là những cái vị tướng 1, 2, 3 vàng carry á, nó đều có những cái meta của riêng nó cả. Chỉ có điều là mọi người có phát hiện ra hay không thôi. Và anh em đừng lo nha, mỗi cái meta mà mình đăng lên á đều là được tìm hiểu rất là kỹ ở những cái trang web nước ngoài, hoặc là những cái người chơi thách đấu ở server Việt Nam của mình cũng có, ở server nước ngoài của mình, server nước ngoài của người ta cũng có nha. Đây, thì mà muốn chơi tướng 4 vàng thì mình phải lên level 8 nè mọi người. Xong rồi roll xong rồi nâng cấp Lee Sin nè, với găng bà lăng 3 sao carry. Trời ơi, bị vết nó cháy không anh em? Cháy không? Trời ơi, hết nước chấm chưa? Nói chung là cái trận này mình vẫn sẽ ưu tiên nuôi con Z với lại là con BV nha. Con nào lên được 3 sao trước á thì mình sẽ dồn đồ qua cho con đó, cũng như là cố gắng cho nó quẩy nhiều nhất có thể luôn. Mặc dù mình đã quên một cái trọng điểm rất là quan trọng, đó chính là Z là hệ song đấu, nên không phải cần cái ấn bí song đấu, nhưng mà mình vẫn cần ấn nha, để mà chơi cái phơm bài 8 song đấu nha mọi người. Tại vì như mình đã nói, phải cần ít nhất một cái ấn tuyển nhân sự nhanh tay lẹ mắt với là phước lành vũ trụ à. Nói chung là mình cũng già yếu rồi mọi người ơi, không có chơi được cái quả lõi nhanh tay lẹ mắt rồi, nên mình chịu lựa chọn cái phương án an toàn hơn, đó chính là nhận 45 vàng để lên level 8 rồi sau. Già yếu rồi mọi người ơi, tầm này mặt tướng mình còn chưa quen thì lấy cái quả nhanh tay lẹ mắt đó có khác gì mà tự bóp chết mình đâu. Thôi thì mình cứ từ từ
mình roll kiếm sau cũng được, không có cần phải vội. Nhận 45 vàng luôn mà. Lên level 8 xong vẫn còn dư một đống vàng và mua thêm tướng nữa, tuyệt vời. Gặp ai đây? Trận này nói chung là cũng khá là hơi đó nha, tại vì mình được tận hai cái lõi kim cương nè. Hai cái lõi kim cương với lại là một cái nâng cấp tướng. Ui. Con nào cũng chọt, nhìn kinh thật á. Bevet một cái 6 đam tại vì nó mang tận gần 3 trang bị lớn nha mọi người á. Còn Z của mình á cũng là gần một cái 4 đam nhưng mà nó không mang trang bị nào và mới là một sao. Nếu mà tính ra Z nó mang trang bị nó gây đam cũng hơi bị ghê đấy. Tại vì con Z này là một cái vị tướng mà khắc chế cứng nhất những cái phơm bài nào mà đang tăng cơ mạnh nhất hiện tại. Skill của nó sẽ là biến bóng ra đằng sau đối phương và bật mốt, gọi là mốt đồ sát nha mọi người, mốt đồ sát và giảm giáp của cái thằng nào mà nó đang ăn tiêu vào á, giảm giáp thẳng mặt luôn nha. Đây rồi, Z 2 sao lên khá là dễ luôn, tuyệt vời mặt trời. Đấy, nó cứ ăn tiêu vào một cái thằng nào đó đúng không, xong rồi nó sẽ bật mốt đồ sát lên và giảm giáp thằng đó, và cứ sau mỗi 3 đòn đánh thường nha, nó sẽ gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh luôn. Là thằng nào đứng gần nó nha mọi người ơi, là bị ăn đấm hết. Ai bị bu bu là hạng chi, bu bu là đấm hết. Ông này chơi một cái form bài là găng đạo tặc hắc đồ với một cái lõi ui, ông này combo lõi ác nhờ. Vừa là găng đồ đẹp, xong rồi còn được thêm hai cái găng nữa. Nghe lại luôn á chưa. Nhưng mà con Z nó chọt kìa. Ui, đúng là Z 2 sao có khác nhờ, 3k7 đam không có một cái trang bị nào luôn á, kinh không. Cái này mà cho nó mang trang bị thì thôi chứ hơ, cũng ghê gớm đấy. Phần bài của mình đây là 8 song đấu nha mọi người, 30% tốc đánh với mỗi một đòn đánh và cộng dồn được lên tới tận là 10 lần. Đi chợ là cái gì đây ta, đồ thánh kiếm mana mune á thì có cho con Z cầm hơi bị phí nha. Tại vì trong cái giai đoạn mà nó bật cái chế độ đồ sát lên đó nha mọi người, thì nó sẽ không nhận được bất kỳ một lượng năng lượng nào cả. Phải sau khi mà nó giết được mục tiêu đó, hoặc là sau khi mà hết hiệu ứng đồ sát, thì nó sẽ bắt đầu nhận lại mana nha. Chứ lúc đang trong hiệu ứng đó là sẽ không có nhận được mana. Anh em nên lưu ý cái điều này. Nên đừng nên lắp cho con Z này những cái trang bị hồi mana nha mọi người. Nó sẽ không có ăn tiêu biến bóng liên tục hoài như mọi người nghĩ đâu. Và nó cứ đánh 3 đòn á là nó gây sát thương diện rộng thôi. Nên con tướng này carry nó cũng khá là chiến. Hiện tại nó cũng đang có một cái meta, đó chính là Z cưỡi ngựa. Đó, Z đi chung với hệ tinh tặc. Cưỡi ngựa ra sau đấm tem bạn không trượt phát nào, tại vì mùa 8 này sẽ không có còn tộc hệ sát thủ nữa. Nên cần phải có những cái tộc hệ tinh tặc để bắt hoặc là khắc chế những cái form bài này mà chơi tướng carry đứng hàng sau như mình nè. Giả bộ như là Vayne, Midfortune, Samira, Zenith hoặc là Draven các kiểu rồi đó. Phải có tướng đứng đằng sau bắt nha. Chứ nếu như mà cái dàn đam của mọi người không đủ xuyên qua cái dàn tăng của tem bạn á, thì con carry của tem bạn cứ đứng đó mà nó xỉ hoài thôi, sao mà chịu nổi. Bị đóng băng rồi. Chọt. À, siêu lừa à. Sao bị chón rồi. Mày. À đúng rồi, siêu lừa đánh cái tập hệ đó xong là nó bị chón á. Ui, hôm nay lõi đẹp nhờ, thăng cấp nhanh với lại là rồng để trứng vàng. Không biết là cái trứng vàng này là trứng cúc hay là trứng ung nữa. Nghi quá. Còn ít máu gì mà lấy trứng vàng. Nhìn cũng hơi bị tự tin đó nhờ. Tự tin phết anh em ơi, ít máu mà lấy trứng vàng cũng gọi là một sống hai chết đấy. Ui, lại đây giết à. Ngon. Ông kia chưa gì mà level 9 rồi. Bê vết 2 sao anh em ơi. Quá tuyệt vời. Trang bị thì còn rất là nhiều rao, rao 4.6, rao 5.7 rồi rao đi chợ nữa. Ông này là 7 siêu thú, 3 siêu nhân. Ông tóc cuối là được cái quả danh 2 à, level 6. Ông này đang roll các phong bài siêu nhân đi chung với tà lon ngoại đạo carry à. Phong bài khá là mới lại ha, mà có vẻ như nó không hiệu quả cho lắm. Trời ơi.
nó thiệt là 8 xong đấu á, mình thật sự là nhìn con nào nó chọt mình cũng ho mắt cả. Nhìn con nào nó chọt mình cũng ho mắt mọi người ơi. Nhức mắt luôn á. Quá nhanh. Ồ, vết tiếp ngon thế, tờ ra vết luôn, hợp lý. Còn khá là nhiều trang bị. Chắc là mình sẽ lắp tạm cái Baty với lại là thánh kiếm Manamune nha, cho vết nó chọt đi, cho nó mạnh tí. Ồ, nó chọt kìa đây, nó chọt kìa. Ác vô, Lee Sin 3 nè, Lee Sin 3 nè, Lee Sin 3 nè. Cũng châu, độ sáng hơn cũng châu. Ồ, châu thật. Châu thật cái này em ơi. Cái này là Z đã có giảm giáp luôn rồi nha. Mà nó châu thật sự á. Cả team mình đánh luôn. Từ vậy nè Bevit có gì khổng lồ Z các kiểu. Giảm giáp luôn rồi đó. Hiện tại là Z 6 con. Bevit là mới có 4 con thôi. Ôi mà mình còn 85 máu mà ông kia sắp đi hết rồi. Nếu mà mình roll không ra chắc là mình phải chấp vài round để mình run tướng thôi nha. Hỏi Ni Lê ra phát 3 con. Lạy thật. Bé vết thì giết đâu rồi. Run xui vậy. Không ra trời. Không ra. Chọt ác luôn. Mày heo này, con heo này. Rồi. Đúng là Mid Fortune này carry nó cũng hơi bị tính mọi người ơi. Mạnh thế. Mid Fortune mùa này 4 vàng carry cũng hơi bị gắt á. Mình chơi nó thử vài lần rồi và nó đều rất là mạnh và dễ chơi nữa. Mà nói chung là tầm này thua mình cũng ngon anh em. Còn nhiều máu quá. Chưa là được tướng 3 sao thắng game này cũng hơi chán. Rồi không ra cái gì hết. Ông này level 8, khu đồ hiệu có thêm một cái giáp thiên nhiên nữa. Đang roll tướng 5 vàng 2 sao khá là nhiều nha. Ui, anh em bắt đầu combat lại đó. Ông này Samurai sắp 3 nè mọi người ơi. 8 Samurai nè. Đúng là nổ cái hũ đạo chích xong. Xong rồi. Tại vì ổng có một cái linh hồn đạo chích ngay từ ra 2.1 rồi nên mình chắc chắn luôn. Ổng chơi chủ thu 5 đạo chích đó. Xong rồi còn thêm cái quả khu đồ hiệu nữa. Roll nó level 8 tướng 5 vàng nữa. Ôi. Thế này muốn không cơm bách cũng hơi khó. Còn 4 máu mà chủ thắng luôn. Gê. Đi chợ không có vết với lại là bê vết rồi ha. Mất giáp gai rồi. Thằng nó cái áo trùm bóng tối cũng được. Áo tròn bóng tối chơi Z đúng nghĩa là ninja luôn. Đúng nghĩa là ninja luôn mọi người ơi. Sắp nhận được cái trang bị đồ on thứ 3 rồi nha. Để xem thật cái gì ngon hay không. Rồi Z nè, 8 con luôn nè, lên dễ chưa. Lên dễ chưa. Yasuo 2 sao. Ok. Gặp bằng ảo quá. Ông này Cinderella fit đồi stick. Mordekaiser Ugok Luna Aphelios. Đúng cái form bài Exodia luôn mọi người à. Chọt nó. Giết chọt. Bevit chọt cũng ác luôn. Bị hổng sợ rồi. Giết đúng rồi. Quẩy. Chọt Aphe. Trời. Đúng là giết. Mạnh thật. Nó biến ảo mọi người ơi, kiểu như là tem bạn hoặc là
cái thằng nào mà đang nhắm mục tiêu vào vào nó sử dụng một cái skill thôi, nó biến bóng ra đằng sau của đối phương á, nó sẽ không bị chỉ định là mục tiêu nữa và tiếp tục gây sát thương, rất là mạnh luôn. Hôm nay tiếp tục nổ cái hũ underground á, đảo chích bảy siêu thú. Ascari đi chung với phần bài siêu nhân. Gặp công siêu nhân nè, ké luôn. À không phải hả? Ây da, công này hồi nãy là mình thua nè. Không có găng hắc đồ đẹp á mọi người ơi. Không còn thêm được ba cái găng nữa. Mạnh vãi trưởng. Rồi xong, cái góc này đi rồi đó. Ô, giết né được anh em ơi. Giết né được nè. Nhưng mà không đủ. Phơm bài của mình nó đã đang không có cái gì ngoài cái sông đấu cả. Anh thua rồi, đúng rồi. Ui, ông này xui chưa. Xui chưa. Một con Samira nó được Samira 3. Phơm bài 5 vàng 2 sao, level 8 nhưng mà 9. Có thêm một cái giết thiên nhiên nữa, 9 slot, vẫn thua. Rồi cái trang bị cuối cùng nó cho con Nila một cái giáp siêu linh. Đồ on trận này nó ra cùi quá anh em ơi, không có ngon như mình tưởng tượng. Kiểu như mà ra đại bác hải tặc hay là rìu đen cái kiểu á, hoặc là tam hộp á cho Z cầm nó hợp lý. Mấy cái này cùi quá. Nói chung là cái lò rèn á nó mạnh hay không tùy thuộc vào trang bị nó ra có phù hợp với đội hình của mọi người hay không nha. Cái này thì toàn đồ đen không vậy? Mình đang rất là còn đồ tăng mà, đồ đen không vậy? Lấy chứ con Vene cầm bắn giảm chút kháng phép cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ bung tiền nha. Ồ, BV 6 con nè. Come on. BV thật là con Z coi. BV 7 con, ok. Z3. Oh shit. Khó lại anh em ơi. Tại vì mình vẫn chưa có thua đâu. Lộn, thua mình vẫn chưa có chết đâu thì đúng hơn. Chứ tầm này mà còn không thua nữa. Đội hình của người ta kìa, nhìn chiến chưa? Toàn là 3 sao. Tại vì các phong bài siêu nhân này roll 3 sao càng nhiều là càng mạnh mà. Trời ơi, đúng là quái vật. Đội hình siêu nhân này dù cho mọi người có là level 6 hoặc là level 7 vẫn đánh thắng level 9 hoặc level 10 bình thường. Mạnh một cách vô lý. Bích Fortune thắng luôn không? Thắng luôn không? Ô! Xem tí nữa lật kèo anh em ơi. Tại vì ổng có cái ngu binh đó, bất tử khi mà xuống một máu. Bé vãi. Rồi, giết 3 sao nha. Trang bị không mắc binh cho lắm nhưng mà cũng gọi là đủ xài rồi. Gặp cái ông nào đây? Mọi người nên nhớ nha, Z là đánh gần nên để hàng 1 hoặc là hàng 2 đi. Đừng bao giờ để hàng 3 hoặc là hàng 4 nha. Nó tốn thời gian nó chạy lên đó. Biến bóng nè, kèo nè. Đánh lan nè. Ác chưa? Bị họ không sợ rồi. Z ơi, còn áo trong bóng tối nha. Trời ơi, Z đã kèo ác không? Úi dồi, hơn 11k đam chứ còn nhiều. Mọi người đừng thấy nó kèo một con mà tưởng ít đam nha. Như mình đã nói thì cứ sau mỗi 3 đòn đánh thường của Z đó, nó sẽ gây một cái lượng sát thương lan nha mọi người ơi, gọi là sát thương diện rộng đó cho những thằng đứng xung quanh mục tiêu. Thằng nào mà đứng xung quanh gọi là hưởng ké bú một tí là chết luôn. Ai biểu nhiều chuyện đang kèo đánh lộn, gọi là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết đó mọi người. Z 3 sao đang đánh nhau mà cứ bu vào không chết cũng uổng. Ron không lựa được BVS 3 sao rồi, buồn quá. Nếu mà được BVS 3 thì ngon. Trời ơi, ông này 3-4 cái lóc. Vậy thật. Cào ác, mày. Rồi. Úi dồi ôi. Cái này
Ồ, quên luôn kìa. Nice. Ok, vậy GG tất cả anh em nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.